em xin kính chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đang xem video trên kênh ha chúc cho tất cả anh chị mình có một ngày thật là vui vẻ nè mạnh khỏe nè và hạnh phúc anh chị thì cái video ngày hôm nay em chia sẻ với anh chị mình cái cách chăm sóc cũng như là cái cách chúng ta tạo nụ cho cái cây mai trong cái giai đoạn 2 này và đặc biệt thì trong cái video ngày hôm nay em chia sẻ cho anh chị mình cái vấn đề là bón phân và phun thuốc cho cái cây mai ghép trong cái giai đoạn cuối năm này ha, đó. thì à, trước đó thì em đã chia sẻ cho anh chị mình cái à, cách chăm sóc bón phân cho cái cây mai gin à, rồi, cái mai gin, gin đó anh chị, gin tức là sao thì nhiều khi anh chị à, à, chưa biết ghép và cái mai cây mai gin nó làm sao thì em xin chia sẻ lại trước cái ha, đó. thì cái cây mai gin tức là cái cây mai mà từ nhỏ tới lớn người ta trồng bằng cái hạt lên đó anh chị, ta trồng bằng cái hạt lên ví dụ khi cái cây mai của mình này, mình chơi tết xong đó, nó có bông có bông xong là nó sẽ thường nó có hình thành cái trái đó, tạm gọi là cái trái đi thì cái trái đó nó có cái hạt cái hạt mai đó, thì cái hạt mai đó nó đạt đến một cái độ nào đó già thì chúng ta hái chúng ta đem trồng đem trồng thì trồng cái hạt nó xuống đất từ nhỏ cho tới lớn tới từ cái cây mà có chút xíu nè, cho tới cái cây như vậy. như vậy như những cái cây này đó, mà chúng ta không có ghép không có tác động gì vô hết không có à, đưa cái bo khác vào thân nó hoặc là này kia thì cái cây đó gọi là cái cây mai ghiên. đó cây mai ghiên thế anh chị đó. còn đối với cái cây mai ghép á, thì cũng xuất phát từ những cái cây mai này từ những cây mai vàng nè mà những cây mai vàng mà những cây đa phần á, thứ nhất là bông không đẹp nè. Thứ hai là chi cành nó à, mọc không có đúng chỗ nè. Thứ ba là những cây à, người ta muốn chơi bonsai, những những cây người ta muốn à, chơi à, cái kiểu cho nó nhỏ gọn thì chúng ta sẽ tiến hành là ghép Đó, ghép để tạo thứ nhất là chọn cho mình cái giống mai vừa ý, à, giống mai vừa ý. Thí dụ như là người thích thì hoa cúc thì ghép hoa cúc. Người thích qua giảo thì ghép qua giảo. Vậy thôi. À. Thì đó là về cái mai ghép và cái mai ghiên. Còn về cái cách chăm sóc cái cây mai ghép trong cái giai đoạn cuối năm này. Để mà tạo nụ, tạo bông cho cái cây mai á. Thì em xin chia sẻ ha. Thì cơ bản tại vườn của em nha. Cái này là chia sẻ cái thực tế em làm nha anh chị. À. Còn nhiều anh chị khác có nhiều cách làm khác nhau nha. Còn cái này là cái cách thực tế em làm tại vườn đó thì cơ bản là cái cây mai ghép em chăm sóc giống như cây mai ghiên thôi chứ không có vấn đề gì khác hết như anh chị đang xem trong hình đây là cái cây mai ghép nè đây là cây mai ghép nha anh chị đừng thấy nó lớn vậy mà anh chị tưởng tưởng nó là cây mai ghiên đó và kế bên đây cũng là một cây mai ghép luôn ở đây là cây mai ghép luôn nè cây này thì em ghép giống mai là cúc thọ hương ha cúc thọ hương à, cúc thọ hương đây thì bây giờ anh chị muốn nhìn cái cái cây, cây, cây mai ghép sao nè em quay chia sẻ cho anh chị nè đây ở trong cái cốt cành của nó nè anh chị đó em cắt ghép này ha đó cắt ghép hai bo vô đây như cái cành này em cũng ghép hai bo vô nè đó là cái dấu cái dấu mình cắt cái cái bo ghép nó còn nè anh chị đó mình cắt hai bên để mình nải cái da nó ra đó ha đó đó thì cái cây này thì em ghép mới có hai năm thôi cho nên là nó chưa có bự cái cốt lắm đó còn cây bên đây cũng vậy nè anh chị xem ha đó cây này như đầu mặt cắt nè em ghép ba bo vô nè đó một bo nè hai bo ba bo nè đó bên đây thì ghép một bo nè đó còn đây thì ghép hai bo nè đây ghép bo nè đó. đó thì cái cây này thì em ghép cái giống mai là dẻo đa phúc nha anh chị dẻo đa phúc đó và cái chế độ chăm sóc của hai cây mai này từ đầu năm tới giờ em chăm sóc giống như là cái cây mai ghim thôi chứ em không có chăm sóc gì khác hết thì hôm nay cơ bản là cái cây mai ghép này nó dẫn lên nút nụ rồi dẫn lên nụ rồi nè anh chị xem nè đó đây để em dạch trong cái các cái nách lá nè anh chị xem ha đó lên nụ kim rồi ha đó cây cúc thoa hương cũng vậy cây cúc thoa hương thì hôm nay á thì nó cũng đã lên một số kim rồi đây cho anh chị xem đây ha. nụ kim mà ha. Đó thì những cái nụ nhỏ 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 này nè, là nữa nó lên thành cái nụ bông và nó nở thành bông nha. Còn cây mà không có nụ kim, không có nụ bông thì nó không có bông nha anh chị. Đó cho nên là bây giờ từ thời điểm này là nếu anh chị mình cái cây mình nó chưa có nụ kim thì mình cần chăm sóc cái chế độ để mà cho nó ra cái nụ kim để mà tết nó có bông, còn không có nụ kim là tết không có bông nữa nha anh chị. Đó. Thì về cái quy trình chăm sóc nè chăm sóc thì thứ nhất là có bón phân và thứ hai là có phun thuốc đó thì ở đây em có chuẩn bị cho anh chị mình các cái loại này luôn các cái loại em sẽ xài sử dụng nè đó thì em quay cho anh chị mình xem luôn để anh chị mình rõ em quay tổng thể như thế này để anh chị mình xem được cái hiệu của nó nè là cái đầu tiên nè đó và em sẽ nói về cái công dụng và cũng như cái cách sử dụng của từng loại cho anh chị xem cái trong cái bịch này nè đầu tiên trong bịch này nè là cái phân nào bk phân nào bk 20 20 15 nha anh chị ở 20 20 15 thì phần này là phân dạng phân ký đó, phân ký nó rất là nhanh tan nha anh chị 20 25 này thì loại này là loại của Úc nó rất là nhanh tan anh chị gãi qua một quận trên cái mặt chậu anh chị tưới nước cái là hầu như là nó tan gần hết rồi đó đây là cái phân NPK NPK 20 20 15 tức là cung cấp 20 phần trăm đạm 15 phần trăm lân 15 phần trăm kali và cái này thì nó cũng có TE luôn nha anh chị TE chung vi lượng thêm luôn đó và cái này là cái đầu tiên. Cái thứ hai là cái Humic USA nè. Humic USA là cái phân hữu cơ. Phân hữu cơ nha anh chị, phân hữu cơ. Nó chứa thành phần đa phần là hữu cơ là chủ yếu, trong đó thì nó cũng có cái thành phần dinh dưỡng nào BK là nhẹ cho cây, à, giúp cho bộ rễ cây nó phát triển mạnh. Thứ ba là cái N3M nè. N3M công ty Phú Lâm ha. Thì cái loại này là cái loại dùng để dưỡng rễ, dưỡng rễ cho cây. ở cái cái loại này rất là hay luôn nó cũng cung cấp nợ bk nhẹ và các cái thành phần chung vi lượng cần thiết cho cây giúp cái lá cây của mình nó xanh tất cả các loại này đều xanh lá hết xanh lá và dày lá hết nhưng mà mình phải kết hợp mình phải sử dụng cho nó thay đổi theo quy trình nha anh chị chứ không phải cứ bón một trong các loại vô thì nó được như yêu cầu liền không có được ha thì nói chung là làm gì làm phải đủ chất cho nó thì nó tốt đó còn cái loại này cái loại thứ thứ tư nè là cái aha con bóng lá A -H -A 2 ha. H2 ha. H2 10 60 10 cộng TE luôn ha. Đó siêu tạo mầm qua, siêu ra bông, kích thích ra rễ ha. Đó thì cái loại này thì cũng dùng để tạo nụ cho cây mai. Đó, thì bây giờ em sẽ nói về cái các cây loại trước. Rồi em sẽ nói về cái quy trình và cái cái chăm sóc nó như thế nào. À, tưới ra làm sao ha. Thì giờ nè, NBK 20, 20 15 thì anh chị sẽ sử dụng gãi gốc gãi gốc thưa 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 trên gốc hoặc là anh chị pha nước tưới thì anh chị có thể pha là hai gram gửi trên một lít nước hoặc ba gam trên lít nước ha anh chị sẽ sử dụng cho em là khoảng nửa tháng một lần nửa tháng một lần ha thí dụ nè thí dụ hôm nay là một tay đi thì anh chị sử dụng một cử này ha một cử này một tay là 20 15 qua cái cử thứ hai tức là bảy tay bảy tay ha cách nhau bảy ngày thì anh chị sẽ kết hợp humic usa nè và n 3 m này nè hai loại này anh chị pha chung lại với nhau anh chị tưới đó là cái cử thứ hai ngày 7 ha qua tới cái cử thứ 14 là ngày Ủa em xin lỗi cử thứ ba là ngày 14 đó anh chị quay lại tưới cho em cái loại này đó tưới cho em loại này ha và đồng thời nè nếu mà anh chị có tưới uh, gãi thêm cái phân hữu cơ gà nén nữa phân hữu cơ gà nén nữa thì anh chị sẽ sen vô chung với cử thứ ba chung với cái uh, 20 15 nè anh chị có thể trộn chung gãi chung gì cũng được gãi riêng mà chung với nhau cũng được đó đó là như vậy ha rồi cứ thế mà lặp lại khoảng hai tháng khoảng hai tháng ha rồi xong rồi chúng ta mới chuyển sang cái 10 60 10 này đó anh chị hiểu rõ chưa nếu anh chị chưa rõ thì anh chị có thể à, bấm theo dõi kênh của em thì em sẽ sử dụng tới đâu thì em sẽ chia sẻ trên video mình thấy đó cho anh chị mình dễ hiểu ha mình chị mình xem mình làm theo cho nó dễ nha đó về cái này là các loại này là tưới gốc ha tưới gốc là để là thứ nhất là đâm chồi nè đó, đâm chồi và mang theo nụ nè và nuôi cái cái cái, cái nụ đó đó đâm chồi và mang theo nụ ha còn cái cái thứ hai là cái phun lá này cực kỳ quan trọng luôn cực kỳ quan trọng luôn nha cũng không, không có không có phải là không sử dụng được đâu thì cái thứ nhất là cái manh xanh bên mai vàng ngã sáu nè Chỉ có thấy logo mai vàng ngã sáu ha manh cua xanh bên vàng ngã sáu đó, à, không xanh thành xanh ha xanh càng thêm xanh nè đó thành phần nó mang 800 g gì đó mà phụ gia đặc biệt nè đó quan trọng là cái này nè cái này là mỗi thứ nó đều khác nhau ở nằm trong đây bí quyết nằm trong đây ha cái loại này là giúp cho cái lá mai mình nè nó xanh lá nè nó dày lá nè và nó hạn chế các cái bệnh trên lá như là nấm hồng nghỉ sắt tháng thư cháy lá rồi đó anh chị phun định kỳ bảy ngày một lần ở à, trên lá là nó không có bị các cái bệnh đó hay anh chị đó. thì anh chị nào đã phun rồi trong thời gian qua là đã biết cái hiệu quả của cái này rồi rất là hay luôn rất là là là, là tốt luôn đó đồng thời anh chị phun cái này anh chị sẽ phun thêm đặc trị bỏ chỉ cho mắp Juno đặc trị bỏ chỉ là để chị cái con bỏ chỉ con sâu con côn trùng này kia nữa đó nhưng mà nó cái tên nó là đặc trị bỏ chỉ thôi nó vẫn chịu sâu được tuy nhiên á là để mà hiệu quả trừ sâu bọ chỉ nó hay và nó lâu ngày nó không lợn thuốc luôn thì mình sẽ kết hợp một lượt hai gói này luôn là đặc trị bọ chỉ pha chung với mắt Juno luôn pha chung lại nhau một lần xịt luôn và đồng thời pha chung được với manh của xanh luôn tức là ba loại này anh chị gom chung lại xịt một lần một bảy ngày một lần hoặc 10 ngày một lần cứ thế là lặp đi lặp lại quanh năm luôn ha là 7 ngày một lần là tốt nhất đó anh chị cứ 7 ngày anh chị pha manco xanh đặc chị bò chỉ mắp vô này anh chị phun trên lá đó, đó, để giúp cho cái bộ lá nó cái mai của chúng ta nó được xanh được dày không bị sâu bò chỉ nó phát triển tốt nó nuôi nụ tốt đó thì cái về cái liều lượng nè manco xanh này á thì nó sẽ pha 2 đến 3 gam lít nước còn đặc chị bò chỉ này nè sẽ sẽ là 0,3 gam trên lít nước còn mắp vô này nè một gói nó 4 gam thì pha được 16 lít nước đó Bây giờ em chỉ hướng dẫn cho chị anh chị mình cái bình 16 lít ha. Bình 16 lít thì anh chị dùng cái muỗng trong hũ nào ba mờ nè. Hũ nào ba mờ của Phú Lâm thì lúc nào cũng có cái muỗng 15 g hết. Anh chị sẽ dùng muỗng đó, anh chị múc cho em bốn muỗng này nha, bốn muỗng này, bốn muỗng manh của xanh. Đó. Nửa muỗng đặc trị bò chỉ. Nửa muỗng đặc trị bò chỉ nha và một gói này. Đó, một bình 16 lít anh chị sử dụng một gói này, nửa muỗng này và bốn muỗng này. Anh chị pha quậy chung, quậy đều lên. Quậy đều lại và phun cho lá đó, còn các loại kia thì tưới gốc như nãy em hướng dẫn ha đó thì cứ thế anh chị sẽ lặp đi lặp lại hoài vậy đó, đó. cái phun lá là lặp đi lặp lại hoài qua năm luôn vậy đó thì cái bộ lá mai của anh chị lúc nào nó cũng được xanh tốt thì không có cái bí quyết gì khác ngoài những cái phân và những cái thuốc đó anh chị em chia sẻ cho anh chị là những cái cách làm thực tế đó là bao nhiêu đó là đủ để cái cây mai mình nó phát triển tốt kể cả mai ghép và kể cả mai gin nha anh chị đó thì mai ghép và mai ghiên thì trên vườn em đều đều có trồng hết đó những cây bên đây là những cây mai ghiên nè dòng dòng mai ghiên nè mai ghép mai ghép thì đây thẳng qua khu bên kia đó, đó rồi thì cái nội dung em chia sẻ đến anh chị mình à, đến đây xin được tạm dừng ha nếu anh chị còn cái vấn đề gì thắc mắc đó, thì anh chị có thể điện thoại cho em số điện thoại em để trên màn hình đó hoặc là cần hỗ trợ gì đó thì điện thoại cho em về phân thuốc về cách trồng rồi đó À, thì điện thoại cho em hoặc là nhắn tin qua Zalo nha anh chị lưu ý nhắn tin hoặc gọi điện âm thanh qua Zalo số điện thoại em để trên màn hình luôn đó và những cái phân thuốc này nè nếu anh chị à, không biết chỗ mua chỗ nào không biết mua chỗ nào hoặc là anh chị sợ giả rồi đó tại vì trên thị trường hiện tại giả nhái rất là nhiều bón không có tác dụng mà lại gây hại cho cây thì gần đây thì bắt bắt rất là nhiều vụ ở trên TV rồi trên đài rồi thì anh chị xem cũng biết ha thì anh chị có thể liên hệ em em gửi giúp cho anh chị mình còn hoặc là anh chị có thể đặt trên shopee ha trên shopee anh chị lên tìm gõ cái từ manco xanh mai vàng ngã sáu lên là nó có sẽ lên cái trang vật tư nông nghiệp cẩm châu á à, thì anh chị vô đó là những cái loại này có bán trên đó nè anh chị vô đó anh chị đặt mua trên đó thì cửa hàng sẽ gửi đến cho anh chị ha đó thì cái đó là anh chị an tâm về chất lượng của nó còn không nữa thì anh chị gọi điện thoại trực tiếp cho em em sẽ à, nhắn cho cửa hàng gửi cho anh chị mình à, đến tận nhà anh chị nhận thuốc kiểm tra đúng các cái loại em quay như vậy nè rồi anh chị trả tiền cho shipper là được đó rồi thì à, em xin kính chào hẹn lại tất cả anh chị mình trong các cái video tiếp theo nhé